Ngân hàng và nhà mạng thống nhất thu phí SMS Banking là 11.000 đồng một tháng. Thanh toán trực tuyến trong thời gian qua gia tăng đột biến, đó là một trong những lý do khiến chi phí tin nhắn SMS Banking tăng cao. Theo thống kê từ các ngân hàng, 70% lượng tin nhắn là thông báo biến động số dư, số còn lại là tin nhắn mà OTP. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã thay đổi cách thu phí SMS khiến cho người dùng phải bỏ ra số tiền gấp 2, gấp 3, thậm chí là 7 lần mức thu trước đây. Điều này đã gây bức xúc cho khách hàng, đòi hỏi ngân hàng và nhà mạng phải tìm ra hướng thu phí phù hợp hơn. Tại cuộc họp mới đây, do Cục Viễn thông và Hiệp hội Ngân hàng chủ trì, đã có nhiều ý kiến đề xuất cách thu phí mới, chẳng hạn như là tính theo sản lượng, thay đổi phương án tính, công thức tính hay cấu trúc giá tin nhắn SMS. Sau cuộc họp, các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông đã thống nhất được phương án thu phí chung là 11.000 đồng một tháng. Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cuối cùng thì các doanh nghiệp viễn thông và các ngân hàng thương mại cũng đã thống nhất được phương án 11.000 đồng đã bao gồm thuế, không giới hạn số tin nhắn với sự đồng thuận của các ngân hàng. Mức phí này thì nó sẽ giúp thúc đẩy người dân không ngần ngại thanh toán không dùng tiền mặt khi mà họ bị giới hạn và trải nghiệm thì thuận lợi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.